Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của tôi. Tôi là Kiều Minh Đầy. Thì ngày hôm nay nhân một ngày rảnh rỗi thì tôi mới có thời gian làm cái video này. Thì ngày hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn đến và chia sẻ và dẫn các bạn đến để tham quan xem cái xưởng tủ điện, xưởng gia công tủ điện của chúng tôi, đơn vị chúng tôi thi công một cái hệ thống tủ điện năng lượng mặt trời nó như thế nào nhá, và chúng tôi phân phối những cái loại tủ điện nào nhá. Nếu mà cảm thấy video này nó hay và hữu ích thì đừng quên ấn vào cái nút đăng ký nhá, ấn vào cái nút để đăng ký để mỗi lần mà tôi ra video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nhá nhận được video của tôi nhá. Hãy theo dõi video của tôi tiếp tục nào. Đấy, bây giờ thì tôi đang có mặt tại cái xưởng sản xuất tủ điện. Ở đây thì cơ sở của chúng tôi sản xuất và gia công rất là nhiều loại tủ điện, công suất lớn nhỏ có từ tủ điện AC DC, tủ điện năng lượng mặt trời, tủ điện solar như quý vị có thể thấy ở đây. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua cho quý vị và anh chị em một cái tủ bất kỳ nhé. Đây chúng tôi rất là nhiều tủ. Thì ở đây thì khách hàng có nhu cầu thì chúng tôi sẽ đặt hàng, họ sẽ đặt hàng chúng tôi và chúng tôi sẽ lên báo giá. Rồi sau đó nếu mà giá thành ok thì chúng tôi thì đây là cái MCCB AC và bên cạnh là một cái chống sét AC giống cái tủ AC lúc nãy. Đồng thời ở đây là cái cầu đấu tiếp địa, đấy, PE tiếp địa, dây này làm dây 4 chấm. Bên cạnh có cái cầu chì để lắp cái đèn báo bên ngoài. Đấy, tủ hai lớp cánh đặt bên ngoài trời, đèn báo đây. Đó, rất là đẹp. Đây là cái cầu đấu trung tính. Đấy, cầu đấu trung tính làm các cái đầu vít này cũng rất là chắc chắn. Rồi thì tiếp theo là cái bên dưới hàng này là các CB và chống sét AC, MCCB, DC, xin lỗi quý vị, DC. Thì ở đây là cái tủ này gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 20 string, quý anh chị em ạ, 20 string. Đấy, tủ này là tủ điện năng lượng mặt trời, 20 string, rất là lớn. Đó, thì bên dưới này chúng tôi cũng trừa những cái lỗ ra cho khách hàng mà quý anh chị em có thể sâu dây luồn dây AC DC vào cũng như dây AC vào. Đấy, bên dưới là các cái lỗ để mà luồn dây AC vào, dây DC đi vào đây. Đấy. Đấy, bên trên cũng có những lỗ. Đấy, thì các cái nắp này quý anh chị em có thể mở ra hoặc là đóng lại tùy vào cái nhu cầu của mình sử dụng. Thì cái tủ này khác với những cái tủ các đơn vị khác họ lắp đặt là những làm cái này là bằng sắt dày, rất là dày 1,2 mm. Đấy, thì cái này người ta có thể làm bằng nhựa để mà ốp máng vào đây, còn chúng tôi thì không sử dụng nhựa thì bởi vì nó không có đẹp mà không có thẩm mỹ. Thì cái này chúng tôi sử dụng nguyên cả cái bộ máng bằng sắt này, thì chúng tôi bắn lên những cái thanh dây này để cố định các cái MCCB này và cái chống sét này để cho chắc chắn hơn trong quá trình quên em lắp đặt và vận hành. Đấy, thì ở đây các cái đầu này cũng được siết rất là chặt chẽ. Đấy, thì dây điện chúng ta sẽ luôn đằng sau cái máng này, luôn đằng sau cái máng này, thì như vậy tạo cho cái tủ điện của chúng ta một cái sự thuận tiện trong quá trình đấu nối và rộng rãi trong việc là đi dây dẫn. Đấy, các cái dây dẫn thì đi lên đây và luôn đi ra đằng sau, luôn vào những cái lỗ này và đi đằng sau, thì nó rất là tiện lợi cho quý anh chị em trong quá trình mà chúng ta lắp đặt. Đấy là hai cái tủ cơ bản. Ở đây còn nhiều cái tủ nữa đấy mà chúng tôi họ đang đặt hàng chúng tôi để chuẩn bị lắp đặt. Đấy, đầu này là tôi sẽ giới thiệu cho anh chị em một cái tủ khác, tủ điện năng lượng mặt trời, tủ phân phối. Đây là công suất này là bao nhiêu? Khoảng 300 kW. Thì như vậy cái tủ này là có cái gì? Đây là tủ này đang được lắp đặt và chưa hoàn công, chưa hoàn thiện. Thì đấy, giống như các cái tủ khác thì các cái máng này chúng tôi đi để lắp đặt các cái CB này, MCCB và ICB này, các MCCB khối này. Đấy, thì là rất là gọn gàng. Và đây thì cũng làm bằng sắt để mà thuận tiện trong cái quá trình mà quý anh chị em thi công và lắp đặt. Đấy, thì ở đây là có các cái thanh cái, thanh đồng, busbar. Tôi đã gia công và siết chặt lại bằng cái đầu lục giác, siết vào đây rất là chặt chẽ, không phải là bằng dây dẫn đơn thuần, bởi vì cái tủ này nó có dòng điện rất là lớn để đảm bảo trong quá trình mà quý anh chị em vận hành và lắp đặt thì dòng điện được đi vào trong cái thanh đồng này và truyền đến các MCB một cách là mạnh mẽ nhất và thu được hiệu suất tối đa nhất. Đấy,
bên dưới này cũng có những cái thanh đồng và cái đầu này sẽ xiết lại đó. Đây là hai cái đầu, một đầu là đầu tiết kiệm, một đầu là đầu trung tính. Đấy thì cái đầu tủ điện này thì cũng có cái đồng hồ gọi là đồng hồ Silex, đồng hồ Silex để đo các chỉ số về dòng điện, rồi công suất đầu vào đầu ra đấy. Rồi ở đây thì tủ này cũng được làm bằng MCGB là Schneider đấy, một cái thương hiệu rất là uy tín và rất là có tên tuổi ở trên thế giới về thương hiệu điện tử. Bên cạnh là một cái tủ điện năng lượng mặt trời. Tiếp tục là một cái tủ lớn hơn, công suất là bao nhiêu kW đây. Tủ này là Solar Grid 3P4 WF. Cũng tương tự các cái tủ kia thì ở đây dây dẫn này là dây dẫn ba cái đèn báo là đồng hồ Silex. Thì chúng tôi cũng tiến hành lắp đặt đây để đo các cái thông số. Rồi bên trong là tủ này, tủ hai lớp cánh và đặt ngoài trời thì cái lớp mà sơn này rất là chắc chắn đó, sơn này đấy có thể đóng lại và bật tắt lên đấy. Con này 1250A, Schneider rất là mạnh mẽ, đóng cắt rất là mạnh mẽ, rất là nặng. Cục này đây tôi đang cầm máy quay để tôi quá quý vị ơi, con này rất là nặng, bật lên là rất là nặng. Đấy, thì ở đây cũng có các cái thanh đồng MOSFET để mà dẫn dòng điện, dây dẫn dòng điện đi vào đây rất là to và chắc chắn. Rồi các cái thanh đồng này được đấu xuống đây, được chiết những cái con lục giác bù lon ốc vít vào đây, chiết vào lục giác. Ở đây là có 1 2 3 4 5 6 sáu cái MCCB khối 3P được lắp đặt bên dưới cái thanh này đấy. Thì cái tủ này cũng chưa hoàn thiện và đang chờ thiết bị về để lắp thêm đấy. Thì bây giờ cái tủ này chắc khoảng 5 đến 7 ngày nữa sẽ được chuyển đi cho quý khách hàng đấy. Ngoài ra thì các cái tủ khác chúng tôi cũng chuẩn bị lắp đặt cho khách hàng đấy. Từ công suất nhỏ 3 kW 5 kW thì vẫn có, cho đến hàng trăm kW, thậm chí là megawatt đều có ở đây. Chúng tôi chuyên thi công và gia công cái hệ thống tủ điện năng lượng mặt trời cũng như các cái tủ điện khác, tủ điện AC, tủ điện phân phối. Đấy. Rồi. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của tôi. Nếu cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ và đồng thời nhấn đăng ký, nhấn cái hình quả chuông ấy để mỗi lần mà tôi ra video mới thì bạn sẽ là người nhận được cái video đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Kiều Minh Đức. Xin chào. Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào về vật tư thi công, kỹ thuật lắp đặt cũng như là thi công trọn gói hay bất kỳ vấn đề gì cần hỗ trợ về hệ thống điện năng lượng mặt trời thì hãy gọi cho tôi qua cái số điện thoại tôi đặt ở bên dưới này. Nhớ là bên dưới nha. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Kiều Minh Đức.